Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Nga quảng cáo nếu nhập ngũ sẽ nhận lương gần bằng Tổng thống Putin. Tàu khách trật đường ray ở Nga gây thảm họa kinh hoàng. Phiến quân tại Mali cầm cờ Ukraine sau khi chiến thắng. Tổng thống Zelensky và ông Shosky ra tiền tuyến ở vùng Kharkiv. Tổng thống Putin chúc mừng ông Maduro của Venezuela đắc cử nhiệm kỳ thứ ba ông Tập bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt xanh xao. Con gái của ông Kim Jong-un được đào tạo để kế nhiệm cha. Cháy tại nhà máy BASF của Đức khiến 14 người bị thương. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa, thứ ba ngày 30 tháng 7. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành. Ngay sau đây là bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo một quảng cáo được phát sóng trên truyền hình nhà nước tuần trước, những tân binh từ khu vực Moscow của Nga sẽ nhận được 5,2 triệu rúp, tương đương khoảng 60.000 đô la Mỹ cho năm đầu tiên phục vụ và một khoản thanh toán một lần là 1,9 triệu rúp, khoảng 22.000 đô la Mỹ khi đăng ký, nâng tổng số tiền hàng năm để gia nhập quân đội Nga lên 7,1 triệu rúp. Nếu con số trên là thật, thì binh sĩ Nga khi đăng ký chiến đấu ở Ukraine có thể kiếm được nhiều tiền gần bằng lương được công bố của Tổng thống Vladimir Putin. Một quảng cáo thu hút người dân Moscow tham gia chiến tranh ở Ukraine đã được phát trên một chương trình truyền hình nhà nước do Vladimir Solovyov dẫn chương trình. Ông là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong giới truyền thông do Điện Kremlin hậu thuẫn và là đồng minh của Tổng thống Nga. Một tài khoản có tên là Dmitry trên mạng xã hội X từ World Translated một dự án độc lập dịch các tài liệu về chiến tranh tuyên bố. Tôi hiểu rằng gần đây có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc tăng theo cấp số nhân tiền bồi thường cho người Nga khi ký hợp đồng tử vong, ông viết vào hôm thứ Bảy. Nhưng sáng nay, ông Solovyov dường như cho tôi thấy có một kỷ lục khác. Những người mới tuyển từ khu vực Moscow sẽ nhận được tới 5 triệu 200 nghìn rút cho năm đầu tiên phục vụ, gần 50 nghìn bạn Anh, với khoản thanh toán một lần là 1 triệu 900 nghìn rút để ký hợp đồng như một phần của khoản đó. Trước đó theo dữ liệu công khai, thu nhập của ông Putin năm 2021 đạt khoảng 10,2 triệu rúp. Vào cuối năm 2022, ông Putin đã ký một sắc lệnh cho phép các quan chức cấp cao không phải khai báo thu nhập của họ trong thời gian chiến tranh ở Ukraine. Chiến dịch tuyển quân diễn ra trong bối cảnh có báo cáo về số lượng thương vong quân sự cao trong cuộc chiến. Mặc dù không thể xác minh độc lập quy mô thực sự về tổn thất trên chiến trường của Nga và số liệu thống kê chính thức không phản ánh sự gia tăng số ca tử vong do cuộc chiến đang diễn ra nhưng phân tích dữ liệu công khai cho thấy số người chết cao hơn nhiều so với những gì được truyền đạt với công chúng. Quay trở lại tình hình trên chiến trường, vào hôm thứ hai, Nga cho biết lực lượng của nước này đã chiếm được hai ngôi làng tiền tuyến ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Vopches và Progress nằm cách Avdiivka, một thị trấn quan trọng bị Nga chiếm giữ vào tháng 2 sau cuộc giao tranh dữ dội, khoảng 30 km về phía tây bắc trung sĩ trưởng nữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Ukraine, trả lời đài phát thanh Svaboda vào hôm thứ Hai. Họ liên tục tấn công để chiếm các ngôi làng Vopches và Prodes. Họ đã gửi vào một số lượng lớn quân lính mà trước đó chưa từng được sử dụng. Chính quyền Ukraine đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi Vopche vào tháng trước do các cuộc không kích của Nga. Chỉ còn lại 7 người trong ngôi làng, nơi có dân số khoảng 100 người trước chiến tranh. Nga đã gây sức ép lên các vị trí phòng thủ của Ukraine với lợi thế lớn về quân lính và vũ khí. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã cải thiện vị trí chiến thuật sau khi chiếm được vật Vovche. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối hôm Chủ nhật đã mô tả tình hình ở khu vực Donetsk là cực kỳ thách thức. Thưa quý vị, truyền thông địa phương đưa tin, mới đây, một vụ tai nạn đường sắt quy mô lớn đã xảy ra ở Nga một đoàn tàu Kazan Adler đã va chạm hết tốc lực với xe tải Kamaz ở vùng Volgograd, khiến cho 9 toa xe bị lật, hàng trăm người bên trong. Theo đó, trong số 20 toa xe, có 9 toa xe và một đầu máy điện bị trật bánh. Những người chứng kiến tại hiện trường thảm họa đã công bố những bức ảnh và video cho thấy các toa xe bị lật trở nên vụn nát, nằm rải rác ở hai bên đường ray. Những người trong đoạn phim ôm đầu khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này có 812 người trên tàu. Những người bị thương đang được sơ tán đến các bệnh viện địa phương. Một số người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Sau cú va chạm, chiếc xe tải Kamaz bị xé nát thành nhiều mảnh. Đoạn video được kênh Telegram Ukraine 365 đăng tải. Tài xế xe va chạm với tàu hỏa phải nhập viện. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cabin của đầu máy diesel bị bẹp dúng. Trước đó có báo cáo cho thấy một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh ở vùng Volgograd của Nga Nguyên nhân của vụ việc được xác minh có thể là do một cuộc tấn công bằng UAV. Nó xảy ra ở gần ga Kotluban. Sau đó, các nhà tuyên truyền Nga đưa tin do một cuộc tấn công bằng UAV, hai toa chở nhiên liệu đã bốc cháy. Sau đó, một xe tăng phát nổ, một phần dầu tràn xuống đất ghi cháy. Tổng cộng có 8 toa tàu bị trật bánh. Thưa quý vị, phiến quân Tuareg ở Mali đã được chụp ảnh đang cầm cờ Ukraine sau khi sát hại hàng chục người Nga thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner bức ảnh được các nhà báo thu thập và cho biết bức ảnh này dường như cho thấy sự ủng hộ của người tuareg đối với ukraine quốc gia đang truy đuổi lên đánh thuê wagner trên khắp lục địa châu phi các nguồn tin trong lực lượng quốc phòng và an ninh ukraine đã xác nhận tính xác thực của bức ảnh khẳng định rằng ukraine hoàn toàn ủng hộ bất kỳ lực lượng nào ở nhiều khu vực khác nhau của châu phi đang chiến đấu chống lại nhóm khủng bố wagner Ông Andriy Yoshov, phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết trên bản tin quốc gia 24 trên 7 vào ngày 29 tháng 7, rằng quân nổi dậy đã nhận được thông tin cần thiết, cho phép tiến hành một chiến dịch quân sự thành công chống lại tội phạm chiến tranh Nga. Đồng thời nói thêm rằng, cơ quan tình báo quốc phòng sẽ không thảo luận chi tiết vào lúc này, nhưng sẽ công bố thêm các thông tin sau. Phiến quân Tuareg đã đụng độ với quân đội Mali và các đồng minh Nga của họ vào hôm 27 tháng 7, người Tuareg từ phong trào được gọi là khung chiến lược thường trực vì hòa bình, an ninh và phát triển đã trình chiếu hình ảnh và video về đoàn xe Wagner bị phá hủy. Cuộc giao tranh diễn ra tại thị trấn Tinjautin gần biên giới Mali với Algeria vào hôm thứ Năm ngày 25 tháng 7 và thứ Sáu ngày 26 tháng 7 đã khiến ít nhất 20 lính Wagner thiệt mạng và những người còn lại bị bắt. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky đã đến tuyển tuyến ở khu vực Kharkiv. Theo người đứng đầu nhà nước, công bố video có liên quan từ hướng Kharkiv trong lời chúc mừng các quân nhân nhân ngày lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội. Bộ chỉ huy tiền tuyến các lực lượng hoạt động đặc biệt của lực lượng vũ trang Ukraine, quận Volzhansk, vinh dự được đến đây hôm nay và chúc mừng các binh sĩ MTR của chúng ta nhân ngày lễ chuyên nghiệp, chúc mừng họ với các giải thưởng nhà nước ông Zelensky nói. Đồng thời, Tổng thống cũng cảm ơn những người lính vì sự dũng cảm của họ, vì những hoạt động anh dũng cả trong phòng tuyến của kẻ thù, cũng như trong quá trình bảo vệ và giải phóng các thành phố và làng mạc. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky gọi hướng Kharkiv là một trong những hướng khó khăn nhất. Cả đất nước đang trông chờ vào các bạn, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Tổng thống Zelensky lưu ý theo văn phòng tổng thống ông zelensky và ông shersky đã nghe báo cáo từ chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt alexander trepak về chiến lược phát triển của lực lượng tác chiến đặc biệt cũng như các nhiệm vụ đã hoàn thành và theo kế hoạch ngoài ra trưởng tướng alexander trepak cũng nói về ba lĩnh vực hoạt động chính của lực lượng tác chiến đặc biệt hoạt động tâm lý và hành động phi động lực phong trào kháng chiến trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và hoạt động của các đơn vị lực lượng đặc biệt ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, Tổng thống Putin đã tiên phong chúc mừng ông Nicolas Maduro đắc cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử gây tranh cãi diễn ra vào cuối tuần ở Venezuela. Trong bức thư được Điện Kremlin công bố, ông Putin đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới người bạn thân thiết của tôi, quan hệ Nga Venezuela có tính chất của một quan hệ đối tác chiến lược. Tôi tin rằng những hành động của ngài với tư cách là người đứng đầu nhà nước sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai nước chúng ta tiến bộ hơn theo mọi hướng, tổng thống Putin nói tiếp. Hội đồng bầu cử ở Venezuela cho biết ông Maduro đã giành được khoảng 51% số phiếu bầu được tổ chức vào hôm chủ nhật. Phe đối lập gọi kết quả là gian lận và cho biết họ không công nhận chiến thắng của ông Maduro. Ông Maduro là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đã từng chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử vào hồi tháng 3. Tại Nga, ông Putin khi đó đã không phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh và cuộc bầu cử của ông được coi là bị gian dựng. Ông Maduro, người cai trị Venezuela theo chế độ độc tài kể từ năm 2013, theo sự bảo kê của tiến bối cánh tả là ông Hugo Chavez, đã từng mô tả chiến thắng của người anh trai Putin là điểm lành cho toàn thế giới. Tổng thống Putin hiện đã đáp lại bằng cách công nhận chiến thắng của ông Maduro nhanh chóng một cách bất thường theo tiêu chuẩn của điện Kremlin. Hãy nhớ rằng, ngài luôn là vị khách được chào đón tại Nga, Tổng thống Putin viết trong thư. Thưa quý vị, ông Tập Cận Bình đã mất tích gần 10 ngày kể từ khi ông tới đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 để bày tỏ lời chia buồn với cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng sự biến mất của ông một lần nữa thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc và khi mọi người tiếp tục nghi ngờ về vấn đề sức khỏe của ông thì sáng nay ông bất ngờ xuất hiện trên đài CCTV. Qua video có thể thấy ông Tập Cận Bình hiện gầy, sắc mặt tái xanh, vai hơi nghiêng khi bước đi và cổ không thẳng lắm. Trong phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, từng có tin đồn rằng ông Tập Cận Bình đã bị đột quỵ và có người cho rằng đó là một khối u não. Đặc biệt thông tin thủ tướng Trung Quốc ông Lý Cường phải tháp tùng thủ tướng của Ý Giorgia Meloni khi bà đến thăm đội danh dự của lực lượng vũ trang vào chiều ngày 29 tháng 7 dường như khiến người dân Trung Quốc thắc mắc do người tháp tùng các nguyên thủ quốc gia nước ngoài để duyệt đội danh dự thường là tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện tại, người dân Trung Quốc không có thông tin để chứng minh rằng ông Tập Cận Bình vẫn có vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, Người dân Trung Quốc tin vào sự dối trá của đài CCTV thay vì tin rằng ông Tập Cận Bình vẫn khỏe mạnh, thể hiện rằng người dân Trung Quốc căm ghét chế độ và người lãnh đạo của chính quốc gia mình. Thưa quý vị, Kim Joo-ae, con gái của Kim Jong-un, đang được đào tạo để có thể trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước kế nhiệm cha mình. Truyền thông của Hàn Quốc đã đưa tin vào hôm thứ Hai rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đang chính thức đào tạo con gái lớn để một ngày nào đó có thể thay ông lãnh đạo đất nước. Hãng thông tấn Yonhap đã dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo quốc gia cho biết, Kim Ju Ae hiện đang được đào tạo sau khi được nhìn thấy xuất hiện cùng cha mình trong một số lần công khai trong vài năm trở lại đây. Gia đình của chủ tịch Kim Jong Un luôn được cho là kín tiếng từ trước tới nay, do đó truyền thông biết rất ít về vợ của ông là Ri Son Ju và ba người con của mình trong đó Kim Jue được cho là người con thứ. Trên thực tế, tên của cô con gái kế nhiệm đã được biết đến ở phương Tây thông qua các báo cáo của một cầu thủ bóng rổ người Hoa Kỳ là Dennis Rodman, người từng được phép đến thăm ông Kim Jong-un vào năm 2013. Cô gái Kim Jue được cho là khoảng 11 đến 12 tuổi. Kim Jue đã bắt đầu tháp tùng cha mình đến nhiều sự kiện công cộng từ năm 2022 trong các sự kiện tham quan nhà máy hỏa tiễn và chào đón quân đội. Các nhà phân tích tin rằng hồ sơ công khai được nâng cao của cô có mục đích là để làm im lặng các cuộc cạnh tranh bên trong Bình Nhưỡng hoặc thể hiện gia đình ông Kim theo phong cách của chế độ quân chủ. Bản thân chủ tịch Kim Jong-un đã thừa hưởng vị trí lãnh đạo của cha mình là Kim Jong-in và ông nội của mình là nhà sáng lập Triều Tiên Kim In-sung. Thưa quý vị, một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra vào hôm thứ hai tại nhà máy chính của công ty hóa chất khổng lồ là BASF của Đức đã khiến 14 công nhân bị thương nhẹ. BASF cho biết vụ nổ đã xảy ra vào khoảng giữa trưa tại khu vực phía nam của nhà máy hóa chất khổng lồ có tên là Ludwigshafen và gây ra một đám cháy, tuy nhiên đã được dập tắt ngay sau đó. 14 nhân viên bị thương nhẹ trong vụ việc, BASF cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang được chăm sóc phòng ngừa tại chỗ. Những hình ảnh trước đó trong ngày cho thấy một đám khói bốc lên từ nhà máy Ludwigshafen, khu phức hợp hóa chất lớn nhất thế giới. Ban đầu người dân được yêu cầu đóng cửa ra vào và cửa sổ, nhưng sau đó chính quyền thành phố phía Tây đã ra lệnh an toàn. BASF cho biết các xe giám sát môi trường đã phát hiện mức hydrocarbon hơi cao ở khu vực lân cận, đồng thời nói thêm rằng không có lý do gì để báo động. BASF cũng nói thêm rằng không có nguy hiểm nào đối với công chúng vào bất kỳ thời điểm nào. Hiện nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang được điều tra. Vào năm 2016, khu vực Ludwigshafen đã xảy ra một vụ nổ và tiếp theo là hỏa hoạn khiến 5 người thiệt mạng. Hiện nay có khoảng 39.000 người đang làm việc tại địa điểm này. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trên đây đến đây xin được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.